Dạ vô phòng xin nghe. À, giờ nghe rồi, giờ nghe rồi, dạ, giờ thấy luôn rồi, dạ. Con có thêm mấy câu hỏi nữa, nếu ngài có rảnh thì ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị trên Pháp Tọa. Kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị Phật tử đảnh lễ Ngài ba lễ. Sau đây là phần thọ ngũ giới và mắt văn thệ giới. Một sự thiết cao một nghìn phần. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba của Ba đó. Ngài là bậc Ca-ra-hăng cao tưởng được chân quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành làm lễ Đức Ba của Ba đó. Ngài là bậc Ca-ra-hăng cao tưởng được chân quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba của Ba cho. Ngài là bậc Ca Đàm cao tưởng được chân quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thể chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chân quả chánh viên tri.
ơn thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quý vị tam bảo tròn thôi chế có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giới đều học là quê trên xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sâu trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự phong dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự dễ dương rủa và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự dễ vui bố rượu và các chất sai. Như thiện tinh anh thọ trì ngộ giới này chỉ được trong sạch và đang vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời con nên dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự hoa thời càng đàn xem hoa nghe đàn khen trang điểm thoa vật thơm rồi phân và đeo tràng vàng. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa sự mua hát thổi kèm đường sen mua hát nghe đường kèm trang điểm thoa vật thơm rồi phân và đeo tràng vàng. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy trên xa chỗ nằm nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới ở trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để vâng giữ hạnh theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ nghiệp bàn trong ngày đi lai. Như thượng tinh hạnh thở trì ba quan trai giới chỉ được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư giới
các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây nên chư thiện tinh và đáng thở trì giới luật chỉ được trong sạch công nên đệ lâm nhờ. Sa thu lành thay vạn thiên bậc nhân ngồi khẩn hoan, Phật có nhận lời nhưng chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vượng lộc gia ngày dời chân sang, lìa pha trổ các hạng đệ tử, có năm mà thầy thích giữ pháp từ, đó là chớm kiều trân như được đem hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giác đen tuồng, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân tơ tích tơ rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh là nổi khắp chốn mi, tối mê cầu được tria vẹn toàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp báo bằng sự đạo, con xin cúng dường tăng bảo bằng sự đạo, do sự lễ bài cúng dường nguyên hồng ân tam bảo, hóa trì chư đại đức tăng, vị thiên nam tín nữ được sự an vui, để tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thúc sa thúc sa thúc lành thay. Tiếp tục chương trình sang ngày trả lời về câu hỏi của khán giả tham dự khóa thiền. Trong khóa thiền này, câu hỏi: Mô Phật, kính thưa Santisupa, email. Con biết đại dân lòng tri ân của con lên ngài và quy chư tăng. Con định viết từ đầu khóa thiền nhưng cứ chần chờ vì thấy viết thế này mất nhiều thời giờ trong việc tu tập. Thay vì sống trong chánh niệm, nhưng thấy ngài càng già yếu nên con phải viết để ngài còn có thể đọc được tâm tri ân của con dâng lên ngài. Kính xin sư trình thư của con tới ngài vào buổi sáng và đọc trong buổi giảng cũng được, mà không cũng không sao, vì thư con không hoàn toàn có tính cách trình phạt. Kính bạch ngài và quy chư tăng, con xin thành kính cảm tạ ơn ngài và quy chư tăng
cùng các thiền sinh thiện nguyện đã cho chúng con cơ hội được tu khóa thiền online trong thời gian dịch bệnh không đi lại được. Con xin cúi đầu đảnh lễ và tri ân Ngài. Con thật có duyên lành được Ngài dẫn vào con đường giải thoát đau khổ trên 25 năm nay. Từ một người hết sức vô minh mà không biết là mình vô minh, rất nhiều khổ đau với bệnh do tâm phiền não mà ra, Ngài đã mở đường đạo cho con. Ngài và quý chư tăng học trò của Ngài đã dẫn dắt con khai ngộ, con để con hiểu giáo pháp và thấy trong con có cái biết mình và thực hành bát chánh đạo, vân vân. Sự tu tập trong đời sống thường ngày, giữ giới, tu thiền và cố gắng giữ chánh niệm trong mọi sinh hoạt đời thường giúp con sáng suốt rất nhiều. Bây giờ con không thấy sự cố gắng lắm, nhưng chánh niệm tự động đến mỗi ngày sống, nhất là thấy được những kết quả qua một cuộc sống bình an tĩnh lặng trong những biến đổi nhấp nháy của thân tâm và mọi người mọi vật xung quanh. Trong những giờ phút tĩnh lặng đó và ngay cả khi viết thơ này, tâm cảm xúc làm cho con rơi nước mắt, nhất là sau những buổi thiền ngắn khi Ngài đọc kinh Tuệ Quán Quán Chiếu Tỏ Tường. Những buổi sáng ngồi thiền ở nhà, khi tâm kháng khích vào chuyển động ở bụng, con có cảm tưởng không còn hơi thở nữa mà tất cả chỉ còn một khoảng bình yên tịch mịch, không có suy nghĩ. Tâm vẫn nhận biết tiếng động khi có phát sanh và sự nghe hình như không cảm nhận qua tai. Đôi khi trong cái tĩnh lặng đó, con có tình thở nhẹ nhẹ thì thấy toàn thân như một đống cát mịn bốc lên và rơi xuống theo hơi thở ra vô. Hiện tượng này rất thường xuyên, cảm giác như nổi da gà, nhưng không phải từ bên ngoài thân mà từ bên trong qua toàn thân. Toàn thân như một đống cát rã ra và tự lại, tụ lại theo hơi thở. Cảm giác này rất mạnh trong các khóa thiền, ngay cả khi ở nhà không trong giờ thiền, đôi khi cảm thọ rã rời này cũng tự động phát sinh ở chân, tay hay ở đầu, làm tâm con chú ý. Khi trong chánh niệm liên tục, nhất là lúc làm việc nhà, con thấy như có một cái gì đang theo dõi, khích khao mọi hoạt động của một người. Lúc thì như bóng với hình, lúc thì thành một là chính con. Những cảm nhận đó đã nhắc nhở con về sự không thường hằng khi con bị vô minh rơi vào lo lắng những việc không như ý muốn của người thân. Con cảm động lắm khi thấy mình hoàn toàn được bao bọc bởi pháp bảo. Con xin dâng sự tri ân sâu xa này đến Ngài và quý chư tăng, nguyện cầu Ngài không bị bệnh hoàn ốm đau, thân tâm luôn an lạc trong pháp bảo. Nguyện cầu chư tăng cũng luôn thân
thân tâm an lạc để tiếp tục dẫn dắt chúng con và nhân loại trên con đường chân pháp để hiểu và thực tập và ra khỏi sự đau khổ. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Như vậy thì chúng ta là thơ cảm tạ của một vị hành giả và Pháp Thiền nhắc lại trong 25 năm nay qua. Chỉ có một chỗ kính sư kính xin trình trình thư của ngài. Ok rồi, như vậy cái sự kinh nghiệm của hành giả đã diễn tả rất rõ thì không có gì, thì cứ theo sự kinh nghiệm của quý vị và tiếp tục sống thì theo lời kinh của Đức Phật dạy đã trong lời cảm tạ này đã giải thích rất rõ rồi. Dạ, không có giải thích gì thêm. Chị kính thích quý vị tiếp tục sống như vậy thì rất là tốt, một cuộc đời sống. Thầy Đức Phật dạy Vô tham mạng chà ra tí so tham chà ri. Ai thực hành pháp bảo, pháp bảo hộ trì như vậy. Pháp bảo gì? Pháp bảo là thân, là tâm. Pháp bảo là đại diện cho đứng cấu thế nè. Như vậy vì cái tiếp tục tu một Phật, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì, đó là câu hỏi thứ nhì. Con kính định lễ ngài, kính xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Ngài đã dạy chúng con cách xả ly. Con đã áp dụng trong lúc hành thiền và đời sống. Con hay bị vọng tưởng lôi kéo, suy nghĩ, tâm nói chuyện rồi buồn vì ký ức mãi hiện lên. Tiếng động lớn của nhà hàng xóm kế bên cũng làm con vô cùng phiền não. Nay con đã tháo gỡ được nhờ cách xả ly mà ngài đã chỉ dạy. Âm thanh là âm thanh, không có tôi, không có ai cả. Con đã niệm xả tâm con và tâm con không còn khó chịu. Con kính bạch ngài, khi con hành thiền, lúc bắt đầu con chú tâm vào phần xẹp ở bụng. Đến một lúc ở cách mũi con, ở cánh mũi con nhột và cảm giác mát, tâm con chạy lên mũi và đặt ở trước cửa mũi. Con cảm giác hơi thở vào mát và thở ra ấm, và cảm nhận hơi ấm từ dưới cổ chai xuống tới đan điền dưới bụng. Sau đó trên đầu con cảm giác nặng trĩu, hai bên màng tan căng ra, hai bên hàm từ từ nặng cứng nhưng không đau, tưởng chừng như đá đè lên. Con bám sát hơi thở ở mũi cùng khá lâu. Sau đó sự nặng đầu và căng hàm giãn ra, nhân trên đỉnh đầu thỉnh thoảng nhéo. Bây giờ cảm giác dễ chịu bắt đầu, hơi thở nhẹ, không còn một tâm nào xen vào. Con có thể ở đó trong sự hỷ lạc. Con có một kinh nghiệm khác. Khi con hành thiền, con không cố gắng lắm, chỉ theo dõi phòng xẹp ở bụng. Khi chỗ nào hiện lên rõ nhất, tâm con hướng về chỗ ấy. Con thấy thân con sao nhẹ và thấy ngay ở phần rốn. Có cảm giác nhất thân
con lên mà không hiểu hiện tượng gì. Ok. Kính xin Ngài chỉ dạy thêm cho con để con tiếp tục hành trì được tốt hơn. Đây là lần đầu tiên con được dứt khoát thiền. Bấy lâu nay con chỉ tập sự ở nhà. Con kính chúc Ngài luôn có sức khỏe. Mong Ngài và Thiền viện có những khóa tu trên online để chúng con có dịp học hỏi. Kính Ngài con Lâm Hải Pháp Danh Diệu Từ ở Westminster, California. Có hai điều quan trọng. Nhất, nhưng đây một sự kinh nghiệm rõ ràng, rất tốt. Đây là tốt không sâu. Nhưng cũng phải không quên cái câu đầu tiên. Ngài đã dạy chúng con cách xả ly. Đây, đã dạy cách xả ly. Cũng như là khóa này thường nhắc là xả ly. Và cách ly nó để trị bệnh thân. Bây giờ mình mở một khóa thiền gọi là xả ly để trị bệnh tâm. Hành giả có một cái sự kinh nghiệm, rồi tóm tắt cuối sự kinh nghiệm thấy là bây giờ con cảm giác dễ chịu bắt đầu, hơi thở nhẹ, không còn một tâm nào xen vào. Con có thể ở đó trong sự hỷ lạc. Đây, hỷ lạc thì thân này khổ lạc. Rồi nếu đi tới tâm ma gọi là ưu hỷ. Thì thân khổ là rồi đôi khi tâm bị chi phối gọi là ưu. Nếu mà thân là lạc rồi nó xảy tới tâm gọi là hỷ. Như vậy cái hỷ lại là một người khách. Người khách rất là tốt, không cho là xấu. Bây giờ mình là đứng trên phương diện, đứng ở giữa. Mình xả ly, dù tốt dù xấu, mình nhìn với cách xa giao này. Như vậy nếu cái gì mình cũng xa ly, thầy anh tốt tới chào tôi, ra chào, chào anh hãy làm, chào rồi thì anh đấy lại thăm rồi, anh ấy cũng đi không bao lâu. Như vậy nếu mình dám mắc cho hỷ lạc này lâu, thay bắt vào cái ô này nó cũng ở lâu. Thì quý vị chỉ thăm chỗ này cũng nghe tiếng nói của chân niệm. Hỷ lạc. Nếu quý vị nói phong, nhảy chuyển động thì hay là hay lạc rồi hay lạc từ giả đi này nè. Và nếu buồn thấy buồn thì buồn trội hỏi chút, mình tiếp xúc rồi ta cũng đi. Đây là cách xa lì của cái gì nha nè. Bây giờ con không còn không có gì nè. Cái câu cuối phần đó, cảm giác thăng lên nên không có hiện tượng gì. Nhưng vì vậy, cái câu dưới nó con có một kinh nghiệm khác đầy. Có một kinh nghiệm khác như thế nào? Khi con hành thiền, con không cố gắng. Con không cố gắng đấy. Thầy chỗ này tiếng Anh ta dùng gọi là effortless. Không có cố gắng. Chỉ theo dõi phần xả ba bụng. Như vậy, chỉ theo dõi, chỉ ghi nhận. Thầy chỗ này gọi chỉ theo dõi. Từ phòng xẹp ở bồng, cái này là tiếng nói của chân niệm. Phòng mà xẹp à. Khi chỗ nào hiện lên rõ nhất, còn nhất tâm con hướng về chỗ ấy, con thấy thân con sao nhẹ và thấy ngay ở phần rốn, ở cảm giác nhất lên, con nhất có nhất thân con lên. Mà con không hiểu hiện tượng gì đây. Cái này trả lời nè. Hành giả có cảm giác này mong đang. Có một kinh nghiệm khác. Này kinh nghiệm khác. Mà không biết là cái gì đây. Khi con hành thiền, con không cố gắng đó. Đúng. Bây giờ không cố gắng. Tại sao? Vì đối tượng không có cần đi tìm đối tượng. Đối tượng
luôn luôn đến thăm, dễ theo dõi phòng xẹp ở bụng, vì phòng xẹp luôn luôn có mặt, phòng rồi xẹp rồi. Như vậy chỗ này không lựa chọn, chỉ theo đâu thôi, thì bà không có lựa chọn. Và đối tượng khác cũng vậy, mình không lựa chọn, chỉ có chánh niệm theo. Khi chỗ nào hiện lên rõ nhất, đây, chỗ nào rõ nhất, tâm con hướng về chỗ ấy, đúng. Con thấy thân con sao nhẹ đầy cảm giác thêm nào, và thấy ngay ở phần rốn có cảm giác nhấc thân con lên mà không hiểu hiện tượng gì đây, hiện tượng gì bây giờ quý vị ngồi à. Rồi bắt đầu chú tâm nêu rốn này nè, bắt nào nó phong 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 nó giống như đưa lên, thì cái này gọi là phong đại. Phong đại là đặc tính của gió, gió khi nó có mạnh, bắt đầu nó căng, nó cứng, đưa lên như vậy. Và nếu bây giờ dùng ở vùng Westminster, thì đi tới được. Rồi bắt đầu có gió, thôi thôi, hình nó đi thẳng, rồi không có gió bắt đầu hình ngã. Mới vừa ngã, ngã trước, ngã sau, hai tay bắt lôi, rồi gió tới đưa hình thẳng, 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 thẳng lại. Và bắt đầu nó mái nó chạy bớt gió chút, hình nó nghiêng nó ngã, mới vừa ngã nó đại. Đây là cảm giác này, cái gì hiện tượng, hiện tượng của phong đại đấy, cho giải chút không có gì xa lạ. Vì coi máy móc không có tâm mà nói như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có tâm, nhờ cái tâm nó theo dõi cảm giác thân như vậy, sai thật nào như vậy. Đó là sự kinh nghiệm của một hành giả, kinh nghiệm về phong đại rõ ràng. Đây là câu hỏi người thứ hai. Giờ người thứ ba, câu hỏi một. Chúng Phật tử kính đảnh lễ Ngài và các vị thiền sư, sau khi đi kinh hành con chuyển sang ngồi thiền thì con thấy rõ được sự chuyển động của phòng xẹp rất mạnh, con chánh niệm liên tục trên phòng xẹp, tâm không suy nghĩ, con thấy thân trống rỗng, chỉ còn chuyển động phòng xẹp rất nhẹ và càng êm, không mạnh như lúc đầu. Con xin Ngài chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất, có một người câu hỏi. Rồi, đối tượng đầu tiên, phòng xẹp, con chuyển sang ngồi thiền, đi kinh hành rồi đó. Rồi, quý vị đi kinh hành tốt, đi kinh hành rồi ngồi thiền. Sự đi kinh hành nó giúp cho thiền hành, rồi giúp cho thiền tọa. Vì vậy nhờ lợi ích của đi kinh hành đó, thì chỗ này như thế nào? Trong loại cái lợi của đi thiền hành, khi hành giả có sự nhân nại trong lúc đi đường xa, nay là như thế, lợi ích của đi kinh hành đó, có sự kiên nhẫn trong lúc hành đạo, ít cái bệnh hoạn vật thực mau tiêu hóa. Pháp hành nào mà phát sanh, chánh định nào mà phát sanh trong lúc đi kinh hành thì nó tồn tại lâu, tồn tại từ đó. Nói chuyện qua bây giờ, sau khi đi kinh hành rồi con chuyển sang ngồi thiền thì con thấy rõ sự chuyển động ở bụng phòng xẹp rất mạnh. Tại sao? Vì đi kinh hành thiền đó là thiền động này, nào là mắt thấy tay nghe mà theo dõi rất tốt. Rồi sang ngồi thiền, nhờ có cái chánh niệm từng đó mà nuôi dưỡng, bắt đầu ngồi thiền rồi quý vị cảm giác phòng xẹp rất mạnh. Như vậy đôi khi người ta không cảm giác, đôi khi phải cố gắng, hồng cố gắng thay. Bây giờ đi kinh hành rồi mà ra lại ngồi thiền thấy phòng xẹp rất mạnh à. Rồi con chánh niệm liên tục trên phòng xẹp, tâm không suy nghĩ, quy phong xếp rất rõ. Này, rồi nó bụng, cái niệm nó phòng à, rồi sự thật thấy rất là rõ, quy
hồng sạc mạnh này, con thấy thân trống rỗng, chỉ còn chuyển động không hồng sạc rất nhẹ và càng êm không mạnh như lúc đầu. Bây giờ theo dõi từ tục để chú tâm nó bụng, biết không? Giờ thấy rõ rõ chuyển động chỉ chuyển động thôi, rồi rõ như thế nào đó là thấy rõ. Vâng, xin ngài ban chỉ rõ này. Càng êm thì lúc nào chuyển động phòng sẽ rất nhẹ và càng êm không mạnh như lúc trước. Gió mạnh gió động vì thấy biển động mạnh, giờ gió nhẹ nhành cây cối êm lặng và một luồng gió nhẹ làm cho nhánh cây chuyển động giống như nhánh nó chào hỏi khách hàng người đang đi. Thầy nói êm như vậy gọi là cái chân đế, cái tục đế mà gọi là cây đó không còn đôi khi nó một cái sự yên lặng hoặc là sự chuyển động của cây, nó chuyển nhẹ chỉ thấy chuyển qua chuyển lại mà thấy chuyển qua chuyển lại cái cây nó mới được có sự chuyển qua chuyển lại nó gọi là phong đại. Như vậy cái tục đế gọi là bụng nó mất rồi thì đã nó chạy tới chuyển qua chuyển lại nó nhẹ nhàng này à. Đó có thể giải thích là hành giả ngồi thiền ý niệm không còn, tục đế không còn là bụng, không còn là hình dáng hình thù dáng đẹp của một người đang ngồi, nhưng mà chạy thấy một cảm giác rất là nhẹ này nè, em là không mạnh như ban đầu, vì nó em thầy thấy rất là nhẹ là như vậy. Đây có thể nói là hành giả từ tục đế mà đi xuyên qua tục đế thấy được chân đế là như vậy. Hiện nay thấy được phong đại. Có hỏi thứ nhầy, con xin kính đảnh lễ ngài và các vị thiền sư, khi con ngồi thiền con chánh niệm trên chuyển động phòng xẹp và niệm phòng à xẹp à, khi có ý nghĩ khởi sanh con nhận biết ý nghĩ đó và sau đó tiếp tục quay lại vào chuyển động phòng xẹp. Trong quá trình ngồi thiền con cảm thấy khát nước, lúc này con quan sát trên sự khô ở cuốn họng và ý nghĩ muốn đi uống nước khởi sanh. Tuy nhiên con vẫn tiếp tục ngồi thiền và quay lại với việc quan sát trên hơi thở phòng xẹp. Sau đó con không còn ý tưởng muốn đi uống nữa. Con kính mong ngài chỉ dạy cho con. Đây bây giờ hành giả ngồi theo dõi phòng xẹp, đối tượng đầu tiên rất rõ rồi, thì đây gọi là thân quán niệm xứ. Có một ý nghĩ khởi sanh lên, ý nghĩ là tâm rồi, ý nghĩ nhận biết ý nghĩ và đó sau khi đó tiếp tục quay lại sự chuyển động phòng xẹp, trở lại thân nào. Rồi trong quá trình ngồi thiền con cảm thấy khát nước, như vậy vì thấy khát nước tâm không phải thân. Thân thức dễ biết được cứng mềm nóng lạnh căng với động đồ. Bây giờ nước không cảm giác là thân, hành giả cảm giác gì? Tâm mà hành giả cảm giác khô, cảm giác sự khô vậy đó. Tâm cảm giác không phải tâm nó nóng, thân này chỉ bắt đầu nóng giật mình, tâm cảm giác khô à cuốn họng. Bây giờ tâm hoạt động ý nghĩ muốn đi uống nước khởi sinh, ý nghĩ muốn đi uống nước khởi sinh một cách tuy nhiên con vẫn tiếp tục
ngồi thiền và quay lại việc quan sát trên hơi thở phòng. Vì đang theo dõi phòng đại diện sẽ không phải là tâm vọng, cái tâm cảm giác khô cổ này nó khô muốn là tâm ghi nhận. Bây giờ ghi nhận là tâm, cái phòng xẹp vẫn rõ, thay tâm trả lại nhìn phòng xẹp. Bây giờ thấy rõ, khi mà trở lại phòng ra lại xẹp, sau đó không còn yên nghĩ muốn điều nương đã đầy. Như vậy cái tâm yên nghĩ nó diệt. Nó như vậy đó, một tí thời với bên này nghĩ muốn uống nước, rồi bên này phòng xẹp ra phòng xẹp, phòng xẹp. Cái yên nghĩ muốn uống nước nó mất đi. Đó gọi là sự sinh diệt của tâm. Tôi muốn này, nếu vì niệm mà đôi khi muốn niệm nó diệt có, và nếu nó không có diệt thay vì phải đi uống nước đó thôi, nhưng bây giờ nó diệt mất, nó không thèm mất rồi. Rồi tiếp tục theo phòng xe, không biết bao nhiêu hoặc là hết giờ không biết được. Như vậy đó là niệm tâm và trở lại niệm thân, tiếp tục như vậy. Sau đó con không còn ý tưởng muốn đi uống nước ra đó, giải thích tâm không còn nữa vì nó diệt rồi. Vì vậy mới thấy là thân hành tâm hành khác nào. Cái thân hành nó luôn luôn có mặt do hoạt động, còn ý hành nó có sự cảm giác thọ tưởng khô cổ, thì khô cổ nó tưởng phải uống nước hết thôi. Như vậy cái thọ tưởng khiến cho tâm hoạt động, nhưng mà khi tâm muốn uống nước, bây giờ muốn uống nước thay cái này nó rõ ra lại, vì thân hành phòng sạch qua phòng sạch cái kia diệt mất đi. Không có gì, nghĩa là sự sanh diệt của thân và sự sanh diệt của tâm vậy. Và câu hỏi cho của người thứ ba, kinh bạch ngài, câu hỏi ba: hôm nay khi con ngồi con niệm phòng sạch thì suy nghĩ đến, niệm suy nghĩ thì hết suy nghĩ, quay lại phòng xẹp, toàn thân có sự rung nhẹ theo nhịp thở, đôi khi giống như bị gió thổi, còn ghi nhận rung rung thì thấy vẫn tiếp tục rung, rồi quay lại phòng xẹp, đôi khi lơ mơ hoặc suy nghĩ, ghi nhận rồi trở lại, trở về phòng xẹp. Cứ bận rộn ghi nhận như vậy thì hết một thời thiền. Nhớ như vậy, thân rồi thân, bốn đối tượng đã tới niệm xứ, nào là thân hoặc là tâm nó tới niệm, rồi thọ tới niệm, cứ như vậy rồi hết thời thiền. Các pháp hữu vi này, Đức Phật này, Sappe Sankhara, Sankhara Thetika, tất cả chúng sinh sống do nhờ pháp hữu vi, cái đó là vật thực có giờ có khắc. Nhưng cái này là các pháp vi, hơi thở nó hoạt tâm không ngừng nghỉ, cảm giác nó luôn luôn có mặt, nó hài biết vọng tưởng không có vọng tưởng, luôn luôn có bị biết. Biết thì biết thân ngồi, thân đi, bây giờ thân đang ngồi. Như vậy hết một thời thiền. Đây là vận hành của pháp bảo. Cuối thời thiền thì cảm thấy gian nạn đây, một cái tâm khác nào như thế nào, cảm thấy chán nản và cứ ngồi một chút, đi một chút, làm những việc lặt vặt liệt vặt, khi có niệm khi không niệm, rồi lại nghe pháp ngồi thiền, nhưng cảm giác dễ vui chán nản cứ liên tục sinh khởi và còn bị cuốn theo. Đôi khi không làm được gì, cũng không ghi nhận gì, giống như người giống như người mộng du. Con cảm thấy hơi buồn và hơi lo. Nếu chạy sống hôm nay thì con cứ từ từ niệm từng chút vậy, nhớ thì ghi nhận, quên thì đến lúc nhớ lại niệm tiếp. Nhưng còn những ngày sau không biết có khi nào quên nhiều hơn nhớ. Đây câu hỏi tương lai, muốn biết tương lai hả? Nó dễ lắm,
Làm sao thầy muốn biết quá khứ, thầy muốn biết quá khứ, cái nhân quá khứ như thế nào, coi hiện tại làm cái gì, và nếu biết quả của tương lai như thế nào, thầy coi cái nhân hiện tại này, muốn biết cái nhân quá khứ, coi quả hiện tại nó đi như thế nào, đưa thế nào, muốn biết quả tương lai coi nhân bây giờ như thế nào này. Dạ hiểu, con cố gắng nhớ lời Ngài dặn, thường niệm khi thấy, khi nghe, khi suy nghĩ. Khi nghĩ một lần, niệm một lần, suy nghĩ nhiều lần, niệm nhiều lần, suy nghĩ 1000 lần, niệm 1000 lần. Khi có niệm thì có an vui ngay trong niệm đó. Còn khi quên thì thấy buồn, lo, khổ não. Dù đang đúc chán nản, buồn khổ nhiều hơn an vui, nhưng con vẫn thấy an lòng vì có niệm để nương tựa này. Con rất biết ơn Ngài đã chỉ cho con phương pháp tu niệm này. Gần hết khóa thiền, con vẫn mong ban tổ chức tiếp tục tổ chức những khóa khác và được nghe, được thấy Ngài qua những bài pháp, những lời nhắc nhở, động viên, và nhất là được ngồi thiền cùng Ngài và quý đạo hữu. Con kính đảnh lễ Ngài và tri ân ban tổ chức khóa thiền cùng toàn thể hành giả đã cùng thực hành trong những ngày qua. Mong tất cả cùng tấn hóa trong thiền pháp và là bạn lành với nhau trên đường đạo này. Cái câu chót này đây do ban tổ chức nếu thực tế cảm giác cái lợi ích của thiền như này thì giao cho ban tổ chức, ban tổ chức sẽ trả lời cho quý vị cái phần của sư đó, rồi trả lời câu hỏi rồi. Còn ơi còn 10 phút không quên ngồi thiền 10 phút trước khi chúng ta xả một khóa, một cái giờ đồng hồ buổi sáng này. Rồi câu hỏi của quý vị đã trả lời rồi, không có còn gì thắc mắc. Mời Phật nghe mời quý vị còn 10 phút, mời quý vị chánh niệm giới, rồi coi giới rồi định gọi là chánh định. Cúng dường Đức Phật, giới định về đối cuộc đời của mình ra thành giới định về. Đây là con đường đi của bậc thanh nhân, con đừng tránh dẫn người hữu trí nhập Niết Bàn được. Như quý vị cũng giới cũng định của huệ.
Sabbe sankhara nicchati yada panya yapasati atanempi indate dukkhe e samanko visuddhaya sampe sankhara dukkhati yada panya yapasati atanempi indate dukkhe e samanko visuddhaya sampe dhamma dantati yada panya yapasati atanempi indate dukkhe e samanko visuddhaya anicca vata sankhara uppadavayathammino upanchantva nirujanti te sangbo patamo sukho anicca vata sankhara uppadavayathammino upanchantva nirujanti te sang vô patamo sukho anicca vata sankhara uppadavayathammino upanchantva nirujanti te sang vô patamo sukho. Giảng hòa công đơn Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân sâu màu, tâm thân từ đại khỏi sao điều tàn. Giảng hòa công đơn thâm ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân sâu màu, tâm thân từ đại khỏi sao điều tàn. Dân hòa cũng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân sâu màu, tâm thân từ đại khỏi sao điều tàn. Thế Tôn là giải thoát tường, năm điều quan tưởng phải thuận xét cả ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn. Ta đây bệnh thật phải mang, thế nào tránh thoát đắng an mạnh lành. Ta đây sự chết ta sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật cả quý mến, ta đi biết cả mà ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt cả sau tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phân minh cơ trà thành. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ta ly phiền não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai rải chớ quên.
Thì tuệ quang chiếu ta thường, các hành vốn dễ đau thương khẩu nàng, và cả lì phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Thì tuệ quang chiếu tỏ thường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác tà, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Xa thu xa thu xa thu, lòng thai luôn cầu các bánh chư thiên, trong vòng tịnh xa ở yên hàng ngày, ở nơi đền tha xưa nay, những nơi địa thất nơi Tây Bồ Đề, chúng con xin hồi hợp về, sẽ dùng pháp đi tìm để cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phương hằng hà xa, thì khô trắng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là chi chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong thánh thôn lân kiều cư châu quân được phận an cương, chúng sanh muôn loài thông thường loạn thai thánh hoa kỳ lương pháp lành, dài có pháp bảo nên hành, đặng mà dân cô truyền quanh đò đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thân các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng ra hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thánh cao, những qua lợi ích kết mau kiệt thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tâm trong pháp Phật rồi giao truyền, do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân ngài đã cho quý thiền sinh có cơ hội trình pháp sáng hôm nay. Chúng xin cảm nhận công đức của quý thiền sinh đã gửi câu hỏi, và nhờ như vậy mà đại chúng có cơ hội đồng nhau để mà tu học. Và tiếp theo chương trình thì bây giờ là chúng ta chia làm hai nửa tiếng, thì chúng ta đi kinh hành.
Sau đó nửa tiếng chúng ta ngồi thiền. Nơi thì là sáng và bây giờ cũng là thời để mà thông dịch qua lại tiếng Anh. Nhưng mà quý vị muốn nghe thì có thể là nghe bằng tiếng Anh. Now is the translation to the English. We first would like to appreciate our gratitude to Saroji for giving the yogi chance to interview every day, and also appreciate the yogi for sending in the question because of the question, so that all the participants can gain the benefit after listening to the answer from Saroji. So today we have three questions. The first question, the yogi said, again, I am going to assume this is a she. She greatly appreciates Saroji and the organizer and everyone to put together this retreat that so she can practice from home, this 10-day retreat. She said that she is not young, but she tried to keep up with the practice. And she has practiced with Saroji for about 25 years now. And with the practice, before the practice, she was very full with delusion and with a lot of defilement and suffering. But with the practice, it helped her to overcome those. And she wanted to appreciate Saroji and all the Sangha who will continue to guide her on the path of the Eightfold Noble Path. Every day, she continued to follow and keep the precept, keep morality, and maintain concentration, develop concentration, and also wisdom. And she see that with the practice, her mind is feel, see very, things very clearly, her mind is very bright. And sometimes you see that the mindfulness, it just act naturally, automatically, without much effort. The mindfulness always is there. And because of that, the mind feels peaceful most of the time. Even while she writing this letter, writing this note to interview, she felt the deep appreciation for the Buddha teaching. And with that emotion, she felt that her tears running from her eyes, tears begin to run from her eyes while she writing this note. She reported that while sitting, she began by noting the rising and falling. And after noting the rising and falling, she began to see that there is no movement, no breathing. Just peaceful mind, peaceful state of the mind. And at that moment, she also see that the breathing in and breathing out, when it comes back, it become very subtle, very gentle. And within the breathing in and breathing out, there are the flowing of the sand, almost like tiny sand flowing. And they just come in and out. The flowing of the sand, very subtle and very smooth. And the sensation itself, it feels like it's just very subtle, and it comes and goes also. And the sensation arises at her head, at the tip of her toe, her foot, they all just come and go. They become very gentle and subtle. And you see that the mind can be mindful continuously. Whatever arise, she tried to note them closely. And she see that sometime while noting the objects, there seems to be something is following the objects, following the mind, following the objects, just like the shape, just like the shadow, following the shape, just like the shadow. Everywhere the object moved, there's the shadow. So she felt like that. And
she continued to practice being mindful. She felt that she very appreciate that knowing the Dhamma, she is protected by the Dhamma. And practicing the Dhamma, she feels protected by the Dhamma. She wished that Saraji and all the Sangha and all the devotees are always be well, overcome all the suffering. And with this practice, she would like to offer to the Chipochan, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Saraji answered that the practice from the interview of the yogi and report is very good. What the yogi should do is just continue and continue to practice and continue to live mindfully. We practice and then we apply the practice into our lives so that we can live mindfully and really see the benefit of the practice in our lives. The Buddha said that as long as we practice the Dhamma, then the Dhamma will always protect us. Here, the Dhamma means mind and body. So if we practice mindfully on the body and mind, then the practice itself, mind and body, will always protect us. Now, the question number two, the yogi said that Saraji teach us to try to let go at the beginning of this retreat. I'm going to assume this is a he. He said that at the beginning of the retreat, Saraji suggests that we try to let go whatever within our mind and live freely. So she tried to know, practice mindful and try to let go. So sometimes practice at home, the mind think a lot, the thinking of mind arise a lot. And the sound arise from her neighbor, make her become very upset. Well, I'm going to think this is she inside. I think this is she, yogi. She thinks that the sound from the neighbor make her very upset, but she know that. And she know this, the sound is hearing, and see, try to see that the sound is not her. She's not the sound, just the hearing arise, and there's not a self within this, and really try to let go. And then when sitting in meditation, she beginning to know the rising and falling. She aware that at the tip of the nose, there is a tingling sensation. And she aware that when breathing in, there's the cool air. When breathing out, there's the warm air. And then when breathing in and out, she aware the movement go down to the abdomen area. There is the sensation of hardness and tightness, but there's no pain. And she was able to observe the breathing in and breathing out at the nose for a while. And she see that the mind become very easy, very joyful at that moment. She have another experience that while she note the rising and falling and note everything else that arise at this present moment, she see that there is a lifting sensation at the abdomen area. And so she doesn't know why, what is that, and why is that. She said that this is her first time attending the retreat, a retreat. Saraji answered that from her experience, seems like she is practicing well, noting well, but try not to forget also that we have to let go. It's, just like when we said at the start of the retreat. Right now in the outside society, we have to stay away we have to keep distance from other people to keep ourselves safe from COVID-19 and keep other people safe from COVID-19. So staying away is one way that we can keep ourselves healthy. When we practice meditation also, we stay away from defilements. We stay away and then we practice with knowledge
so that we can have the power to slowly uproot them stage by stage. So try to note every object with mindfulness and not attached, so that we will not be attached to the object, nor should we be detached from the object. And the yogi, Saruji said that when practice, the joy may arise. Joy arises because the mind stays focused. There is mindfulness and there's concentration. And at that moment, no defile can enter the, no defilement can enter the mind. So joy can arise. And look at joy like a visitor. The visitor is a good visitor. Come visit us. Sometimes we have bad visitor. So visitor is just a visitor. So they come and they go. So joy is also, we have to note that so that we won't be attached to the joy. So note joy, joy, and you see that they come and they go. And because of that, we won't be attached to them. And so in the same way, when the pain arises, it's just like a bad visitor. But it comes and it also goes. So what we should do is just note that pain, pain. We will see that the pain also comes and also goes. So everything, good or bad, we need to note them to see their nature, that everything comes and goes. Everything comes, arise and disappear. In the same way, sadness, happiness, thinking, hearing, rising, falling, whatever arises in the present moment, we should note them so that we get rid of greed, hatred, and delusion. Sadhguru continued to say that when the yogi practice, when mindfulness becomes strong and the object can be seen very clearly, then sometimes the yogi does not have to put too much effort. The yogi can see the object continuously at ease. And while noting the rising and falling, whatever most clear, most prominent arise, then the yogi aim the mind and note them, just such as pain, thinking, or whatever. So that's correct. We begin with rising and falling, but whatever most prominent at the present moment arising, we have to note them also, and then aim the mind back to rising and falling. That's the correct method. As far as the sensation that the yogi felt, that at the abdomen there is the lifting sensation, a gentle lifting sensation. Saruji said that this is the nature of the wind within our body, the wind characteristic in our body. The wind characteristic is tension, movement, vibration, uplifting. So the rising and falling movement is always there. We cannot choose because we always have to breathe in and breathing out. Because we always have to breathe in and breathing out, so there is always rising and falling movement. So if we note them, we can see that we can note them continuously, then we can see their nature. And we see that there is the tension, the lifting, just like an airplane. When we fly, sometimes you feel the uplifting sensation that the wind moves the airplane, uplift the airplane on the sky. We can feel that. So that's the nature of the wind that we felt. So that is the second question. Now the third question, the yogi first would like to pay respect to Saruji. And she said that when walking meditation, after walking meditation, then she sit down. So after walking meditation, she sit down, and when sitting down, she begin to see the rising and falling very strong, very clearly. And there was no thinking at that time. She see that the whole body become very empty. Only the rising and falling
and the movement itself is very gentle, very soft, and it's not as strong as before. Before it was very strong and very clear. Slowly, you see that the rising falling movement become very gentle, very soft. Sarvati answer is that it's very good that the yogi try to maintain walking meditation. Walking meditation is very beneficial, very good. And then after that, the yogi continue with sitting meditation. The benefit of walking meditation is that we will be more patient if we have to walk a long distance. And we will be more patient when we practice meditation or doing anything, doing work or whatever. With the walking meditation, then we can be more patient. And then with walking meditation, the digestion, when we eat something, the digestion system is very good in our body. And also because of walking meditation, the concentration is maintained a long time. We'll be able to maintain a long time due to walking meditation. So after walking meditation, it's very helpful for us to continue with sitting meditation. And during walking meditation, we have to observe many objects. We have to put effort to note a lot of objects. So then when we sit down, then the mind is very active. The mind can see clearly the rising and falling. And that's why the yogi sees the rising and falling very strong, very clear. And as you continue to note that, you see that the body disappear. And with the disappearing of the body, only the movement itself. And this is the ultimate reality. The movement within our body sometimes is strong, sometimes is light. That is the nature, it's changing nature. And that is the ultimate reality. Before we may see the element, we may see the rising movement, falling movement. These are part of the concept. It's a naming convention. But as we continue to note them, we see that the element disappear, the body disappear, only the movement itself and nothing else. The movement itself and the knowing mind. So these are the ultimate reality at that time. We are seeing the truth at that time. And we see that this also changing, arising and disappearing. And this is very good that the yogi begin to see the ultimate reality. There is another question. As the yogi follow the rising and falling and note them, sometimes the thinking mind arise. The yogi note them. Sometimes she felt that thirst, being thirsty, being thirsty, the thirst arise. And she note that there's the dryness in her mouth, in her throat. And she aware that there is the intention to walk, to go and drink water. But since she just note that intention and know that dryness. And then she aimed the mind back to rising and falling movement again and noting. And soon she see that the intention disappear and she has no longer the need to drink at that time. So Sajiji answered that when we start, we note the rising and falling movement. This is observing the body, the wind nature in our body. And then the mind arise, the thinking arise. That is the mind, and the yogi note that. And then the yogi go back to rising and falling, which is the body. And then there is the thirst arise. That is the mind, wanting to drink, the mind arise. That is part of the mind, and the yogi also note that. So that is noting the mind within the mind, the consciousness within the consciousness. And then because the rising and falling is still clear, the rising and falling is still, is part of the body is clear. So the yogi was able to aim the mind back to rising and falling and keep noting that. And then after noting that, then she see that the intention has disappeared. The intention to drink disappear and
she no longer need to go and drink. So then she can see that the mind disappeared. So now she can see the mind disappear and she can go back to rising point again. And so through this experience, we can see that body and mind arise one after another, and they all come and go. They all arise and disappear one after another, continuously without stopping. Sometimes we can see the body changing all the time, the weird nature changing all the time. Sometimes we see the intention arise all the time, the consciousness, different kind of consciousness arise all the time, different sensations, feeling arise all the time, but they all arise and disappear. So these are all the nature of arise and disappear in the body and in our mind. Now the last question, the yogi said that when sitting, I'm gonna assume this is he, when he's sitting, he starts by noting the rising and falling. The thinking mind arises, he notes that, and it also disappears. And then he go back to rising and falling, and he aware that there is a vibration at that time. So he notes that vibration. And then he see that the vibration continue with the vibration. And then after noting for a while, he went back to rising and falling again. He see that, I think this is actually a she, but in any ways, the yogi felt that she just continued to know. She just always noting everything. And then after sitting and then walking and then sitting and walking one after another, just busy with noting and just try to know everything arising on the four foundation on mindfulness. The body, the feeling, the consciousness, and the Dhamma. And just keep noting that she felt very bored, which is boring, boring with the noting. And then sitting for a while, sometimes she tried to be mindful, sometimes there's no mindful, sometimes she felt very relaxed, sometimes she felt very neglecting, not noting. So sometimes, so it's not continuous. One after another, the mindfulness is not continuous. And she can see that. She can see that the practice, she cannot maintain continuous mindfulness. And because of that, she felt a little bit sad. She feels sad that even now in the retreat, she is not putting ardent effort. So even maybe after the retreat in the future, what would happen? How would her mindfulness be? It may be reduced, or however, then it would not be good for her. But she remembered that Saroji also always remind the yogi, whatever happened, just try to bring your mind back to the present. Just remember to note. Whatever the state of the mind, just note as it is, just be mindful. So whether it's sadness or it's boring, whatever, just note them. And because of noting, then it will help protect us from the defilements. She see that and she understand the importance of being mindful. And she will continue doing that as much as she can. Remind herself to be mindful, even at the time that she's not mindful, she will remind herself to go back to be mindful. She felt she appreciated the time that she can practice with Saroji within this retreat, to have listened to Saroji Dhamma talk and also to sit with Saroji and all the yogi during the meditation. She wished that Saroji, all the Sangha and all the devotees are well, so that we can have time to practice more and more being mindful. So she answered that that is an experience from the yogi, and the yogi feels sad and worried about the future. And Saroji said, one thing that we can do to know what the future is like is by looking at our action in the present.
the action or the speech or the thought that we are doing at the present moment will be the cause for the future result. The future will be the result of the present action. And if we want to see, if we want to know the past, then we can look at the present result. The present is the result of the past action. So whatever we are seeing right now at the present is because of what we did in the past, good or bad. So that's how we can see the past. But then for our future, for the present and future, peace and enjoyment, peace and liberation for the present and future, we need to start practicing now. Now is, and then this will be the present cause and will result in the future liberation. So that is where we start with the interview and Dharma talk. Then Saraji lead a meditation retreat, a 10-minute meditation. And Saraji said that even though we learn from Dharma talk, but we don't ever forget to sit and meditate. So every day there will always be some minute for all to meditate. And that's where we sit for 10 minutes to meditate. And after that, Saraji chant the blessing for everyone, and then we end the session. So that's where we are. Right now, we will start right now with the Dhamma translation, and we will continue with the schedule. I think right now we will do the sitting meditation. Thank you for your attention.